Preview. Bạn Bukote muốn gửi tới các CK Boy, gửi những mặt trời to đùng của CK Girl nhân dịp một ngày vô cùng ý nghĩa, vô cùng quan trọng của CK Boy, ngày 6 tháng 4 năm 2020. Em xin chúc các anh cùng các bạn nam luôn khỏe mạnh, nhất là trong thời gian dịch bùng phát như vậy, luôn luôn cười thật tươi nè, ngày càng đẹp trai hơn, học giỏi hơn và luôn là chỗ dựa vững chắc cho CK Girl ạ. Em rất vui và cảm thấy rất ấm áp khi luôn được các anh, các bạn nam ưu ái, chiều chuộng và giúp đỡ. Những lần được các anh, các bạn bao bọc, bảo vệ trong vòng tròn, em đều rất cảm động đến muốn khóc. Thì em đã khóc rồi. Em rất nhớ buổi tối ngày 20 tháng 10 ở Học viện Thanh Thiếu Niên, tay cầm que pháo bông, miệng cười tươi rói mà nước mắt cứ chảy hoài. Các anh là nguồn vui khi em buồn, là niềm động viên khi em mệt mỏi, là những người cùng em nhảy nhót, ca hát, là những người cùng em nghịch ngợm, làm cười muốn rớt cả hàm. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt của các anh, các bạn em đều nhớ. Em không biết nói gì hơn nữa ngoài câu em cảm ơn các anh cùng các bạn nhiều lắm. CK Boy luôn là những mặt trời ấm áp đối với em. Yêu thương CK Boy nhiều lắm. Chào các anh, các bạn và cả các em nữa, một nửa rất quan trọng của gia đình cơ khí. Em nghĩ là mọi người cũng đoán được ra em là ai thôi, nên em không giới thiệu nữa nhé. Thì nhân dịp đặc biệt này, và cũng vì hôm nay là một ngày đẹp trời, không nắng cũng chẳng mưa, nên em sẽ nói cho mọi người nghe ấn tượng của em về mọi người nhé. Ngày đầu tiên em đến với đội là buổi phỏng vấn tuyển thành viên vào cuối tháng 3. Và người đầu tiên em nói chuyện cùng là Minh Hùng. Xin lỗi Hùng, nhưng ấn tượng của tớ về lần đó là cậu thật sự không giống con trai cho lắm. Ngay cả cách nói chuyện và giọng nói của cậu cũng giống con gái nữa. Nhưng sau khi vào đội rồi thì tớ biết là người thực sự không phải con trai, không phải cậu mà là một ai đó khác cơ. Sau đó tớ biết thêm một bạn sang nào đó nữa, nhưng chỉ là biết mặt thôi chứ không nói chuyện. Và còn một người nữa, một người mà hội tụ đủ các thể loại đáng ghét, khó ưa, phải nói là siêu cấp đáng ghét. Em đang nói anh đấy, anh Trần Anh Tuấn ạ. Chuyện này em đã nói nhiều lần rồi, nhưng em phải nhắc lại cho anh biết là thực sự phỏng vấn xong em chẳng còn nhớ em nói cái gì nữa. Em còn không nhớ được là ai đã phỏng vấn em cơ. Đâu phải ai cũng có trí nhớ tốt đâu. Thế mà nói đi nói lại tốn bao nhiêu calo anh vẫn không tin, còn bảo em trả lời thái độ này nọ kia, trong khi em đã rất tươi cười và dùng thái độ hiền lành, thân thiện nhất có thể để nói chuyện với anh. Cho đến bây giờ thì em thấy chuyện kia chẳng đáng là gì so với mức độ siêu đáng ghét của anh Tuấn ạ. Sau buổi phỏng vấn thì em còn biết đến anh chính đội trưởng nữa qua đứa bạn của em. Nó bảo anh đội trưởng đẹp trai lắm, nhưng mà nó nhiều kinh khủng. Và sau lần đó thì em không còn thấy nó khen anh chính đẹp trai nữa, vì anh không những đánh trượt nó mà còn nói xấu nó với anh đội trưởng của nó. Buổi big game sau hôm phỏng vấn em không tham gia được nên không có ấn tượng gì cả. Anh Sơn là người gọi điện cho em nhỉ? Anh vẫn còn nợ em một cây kem nhá. Dì chứ chuyện này nhớ dai lắm đấy. Anh liệu liệu đi nha. Sau buổi họp đội đầu tiên thì người gây ấn tượng cho em là anh Đăng, anh đội phó kỷ luật. Đúng là cái tên đi liền với khuôn mặt nhỉ. Mặt anh hồi đó đúng chuẩn kiểu dọa người luôn ý. Nhưng mà em không sợ đâu nhá. Em nhớ là mấy lần em chào anh đều dương la cái bộ mặt kiểu tao không cần mày chào. Thế nên là anh cũng được liệt kê vào danh sách cần phải ghét của em, chỉ đứng sau anh Tuấn thôi ạ. Lần duy nhất em sợ anh là lần em mắc lỗi đợt mùa hè xanh vừa rồi. Chắc là do tâm lý thôi, chứ bình thường thì còn lâu anh mới dọa được em nhé. Tham gia mùa hè xanh cũng là một lý do mà em đến với đội,
và chuyến đi đó thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ với em. Cũng nhờ lần đó mà em quen được với mọi người nhiều hơn, có những người còn chưa biết tên, chưa bao giờ nói chuyện như anh Tú này, anh Nam Râu này, Việt Hùng này, rồi mấy bạn trong team văn nghệ sĩ nữa này. Việt Hoàng thì biết từ đợt chụp ảnh CK người ấy và tôi rồi. Có một đợt không hiểu sao nói chuyện với Việt Hùng nhưng lại cứ gọi Việt Hoàng. Chắc tại tên các bạn quá giống nhau. Chiến với Lương Văn Long thì tớ toàn thấy các cậu xàm xí với bốc phét mấy chuyện trên trời dưới đất gì đâu á. Bớt bớt đi nha. Lực thì tớ chỉ thấy một sự cong không hề nhẹ ở cậu. À, cũng xin lỗi Lực vì lần đấy đã đánh cậu ở sân bóng. Nhưng mà tớ đánh yêu thôi, nhẹ ý mà. Còn Minh Lượng thì tớ không biết tớ đã lỡ gây thù chuốc oán với cậu từ bao giờ mà cậu lỡ mang hình tượng hiền lành của tớ đi rêu rao như thế. Nhắc đến Minh Lượng thì cũng phải nhắc đến những người béo khác như anh Nam Béo. Em phải nói với anh một chuyện là anh nói nhiều kinh khủng luôn á. Mà toàn tào lao cái gì đâu, nhưng mà đổi lại được cái ăn nhiều. Ha ha, em đùa đấy. Ý là anh cũng tốt tính, cũng yêu thương các em, nhưng mà anh bớt nói đi nhá. Còn anh Dũng Béo nữa, anh cũng nói nhiều ghê, nhưng mà cũng rất tốt. Em vẫn nhớ cái lần bị thầy đuổi thí nghiệm lý 2. Gặp anh với Thảo ở ghế đá, khóc một trận xong, anh mua bia cho uống, nhưng mà chẳng ai uống, mình em uống. Em nhớ có thế thôi, mà hình như toàn là nói xấu về mọi người nhỉ. Em nói toàn sự thật cả đấy nhé. Hôm nay là mùng 6 tháng 4, chúc các CKB luôn vui vẻ. Nhưng mà vui ở trong nhà thôi nhé. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Cuối cùng là em muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới hai người anh. Mặc dù chuyện quá lâu rồi, nhưng em vẫn muốn gửi tới lời xin lỗi đến anh. Xin lỗi anh vì sự trẻ con của em. Cũng chính vì trẻ con nên ngày đó em cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc và suy nghĩ của mình. Thực sự xin lỗi anh rất nhiều. Còn một lời cảm ơn nữa, em muốn nói với một người anh. Cảm ơn anh vì tất cả sự quan tâm, cảm ơn và vì sự xuất hiện đúng lúc của anh. Rồi không được gặp mọi người, em cũng nhớ mọi người lắm. Hơi đáng tiếc vì năm nay không thể tổ chức offline cho các boy nhà mình được. Nhưng mà không sao, các CK girl cũng đã dành rất nhiều tình cảm vào blog radio này để gửi tới các CK boy những tình cảm đặc biệt nhất. Với em thì từ ngày mới vào đội, thực sự các CK boy chính là những người giúp em hòa nhập, gắn kết được với đội. Các anh, các bạn là những người vui tính, vui tê hết sức và đặc biệt luôn quan tâm tới các CK girl chúng em. Nhân dịp này, em chúc các CK boy luôn vui vẻ, đẹp trai, học tập thật tốt và luôn là soái ca bên cạnh các CK girl. Đó là những điều em muốn nói với toàn thể CK boy. Còn đây là một chút tâm tư em muốn gửi riêng đến một bạn CK boy. Chẳng hiểu sao, em đã cố gắng sống một cách yên bình, mà nhiều khi có những chuyện trời ơi đất hỡi nó cứ úp xuống. Mong anh hiểu được cho em. Em thích anh, rất thích anh. Lâu rồi không được gặp anh, cũng chả được nói chuyện với anh. Không biết anh còn nhớ em không nhỉ? Chỉ cần anh chưa yêu ai khác, sẽ có một ngày em sẽ nói với anh rằng em thích anh. Em là một đứa chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nên chắc anh cũng không biết những điều ngu ngốc em đã làm liên quan tới anh nhỉ. Em cũng muốn viết rõ ràng nhiều thứ lắm, mà viết ra sợ anh nhận ra mất, nên cứ mập mờ vậy. May mắn thì anh nghĩ đến em. Dạo này dịch bệnh nghe nói chỗ anh cách ly nhiều lắm. Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé. I miss you. Hello, chào mừng mọi người đã đến với bài viết của một người con gái rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên em được viết blog radio ạ. Mùng 6 tháng 4, xin chúc các CK boy sẽ có một ngày tuyệt vời, mặc dù không có CK girl bên cạnh. Chúc các CK boy ngày càng đẹp trai, học tập tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe trong thời gian này nha.
À, chúc mùng 6 tháng 4 năm sau CK Boy nào chưa có người yêu thì sẽ có người yêu nhé. Gửi người con trai tháng 6. Chào anh là một chàng trai rất ấm áp và ngọt ngào đấy ạ. Có ai từng nói anh rất đẹp trai không ạ? Không biết từ lúc nào em thích ngắm nhìn anh từ xa, thích xem story của anh, thích ngắm avatar của anh, thường xuyên xem dòng thời gian của anh. Thật ra thì em không biết rõ về anh, bởi vì em không được biết anh từ trước, em không được gặp và nói chuyện với anh thường xuyên. Em cũng không dám bắt chuyện với anh. Mỗi lần được nghe giọng nói của anh, em cảm thấy rất vui. Giọng nói của anh rất ấm áp, nó cho người khác cảm giác an toàn. Anh rất hoàn hảo, rất đẹp trai, học rất giỏi. Em nghĩ một người tuyệt vời như anh sẽ có được một người con gái xứng đáng với anh, cùng vượt qua mọi gian nan, khó khăn của cuộc sống. Em chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh trong thầm lặng, thích anh trong thầm lặng, quan tâm anh trong thầm lặng, lấy anh làm động lực cho mình trong những khi cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Anh à, hãy luôn mạnh mẽ như những gì em nhìn thấy nhé. Nếu khi anh cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã với bất cứ điều gì, hãy nói cho em biết nhé. Em sẽ ở đây, an ủi, động viên cho anh. Nhưng em không đủ dũng cảm để nói lên em là ai và anh là người nào. Em sẽ xem như tình cảm này của mình là một phần của quãng đường sinh viên của mình anh nhé. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong quãng đường sinh viên của em. Hà Nội 9 giờ 6 phút tối. Chào cậu, chàng trai tháng 10. Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Còn tớ thì đang ngồi viết ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình để cậu biết được đó. Nhưng chắc cho thêm tiền, cậu cũng không đoán ra được tớ là ai đâu nhỉ? Thật may cho tớ khi biết được đến đội của mình và quen được mọi người, đặc biệt là cậu. Chả hiểu sao chúng mình lại quen được nhau. Không biết lúc ý ai bắt chuyện trước nhỉ? Lần đầu gặp cậu, nhìn cậu cười đẹp trai lắm, tớ nói thật. Nhưng mà tiếc là cậu lại không dành cho tớ mất rồi. Thì thoảng tớ vẫn hay vào trang cá nhân của cậu xem ảnh, rồi tự cười một mình, suy nghĩ viển vông. Nghĩ về những lần nói chuyện thì tớ lại mong nhanh đến thứ hai để được gặp cậu. Bao giờ cho hết dịch để tớ lại được nhìn nụ cười của cậu nữa nhỉ? Chắc cũng phải lâu lắm đây. À, nếu sau này có một số vấn đề gì mà tớ phải nghỉ đội thì tớ chỉ mong cậu vẫn nhớ đến tớ thôi là tớ thấy vui rồi. Mình không có duyên bây giờ, biết đâu sau này con chúng mình lại có duyên với nhau thì sao nhỉ? Thôi thì nhân ngày mùng 6 tháng 4, chúc cậu thành công trong cuộc sống, học hành thật chăm chỉ để đưa đất nước sánh vai với cường quốc Nam Châu nhé. Lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi nha. Tớ thì thích học thực hành hơn lý thuyết nên viết hơi khô khan, nhưng mà những lời này đều là những lời chân thành từ tận sâu sâu đáy lòng của một cô gái thích thầm cậu. Cũng muộn rồi, tớ thì đánh máy cũng mỏi tay rồi. Cậu ngủ ngon nha, dạo này trời nhiều muỗi, ngủ nhớ buông màn nhé. Gửi cậu người mình thầm thương. Mình và cậu gặp nhau lần đầu là đợt tập huấn tình nguyện viên. Do cậu ít hoạt động nên đến tận hôm đó mình còn chưa biết tên của cậu, còn không biết cậu là người trong đội luôn ấy. Nhưng dần dần mình vui khi thấy cậu, thấy có gì đó hụt hẫng khi vắng bóng cậu hôm ấy. Cho đến tận bây giờ, mình chỉ được nhìn cậu từ xa vào những tối họp đội. Mong là ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau nha. Mà nè cậu ơi, cậu chăm chỉ đi hỗ trợ nhiều hơn được không? Để mình được ngắm cậu nhiều hơn một chút đó mà. Nhân ngày mùng 6 tháng 4, ngày của nửa kia thế giới trong tim tớ,
Chúc cậu và tất cả các CK Boy một ngày vui vẻ, một mùa hoạt động chăm chỉ nha. Dịch Covid nguy hiểm lắm đó, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bệnh, cậu bệnh, mình lo đó, nhớ nha. Love you forever. Gửi anh bạn thân, hôm nay là ngày của anh đấy. Chúc anh ngày càng đẹp trai, học giỏi, thông minh hơn, bớt ngốc nghếch đi để có thể nhìn thấy được tình cảm của em nhé. Thời gian em với anh thân nhau tính ra cũng không ngắn, không dài. Mới đầu em cũng vô tư lắm, cứ nghĩ rằng chỉ coi anh như anh trai thân thiết vậy. Nhưng mà thời gian qua đã cho em thấy nhiều hơn thế, thấy thứ tình cảm đặc biệt hơn của mình đối với anh. Em bối rối lắm, chẳng biết như thế nào cả. Muốn anh biết, nhưng lại sợ anh biết. Sợ nếu em nói ra, sợ nếu anh không thích em thì đến cả mối quan hệ như bây giờ còn không giữ được. Em sợ anh khó xử. Nếu anh có thích em, hãy mạnh dạn nói ra với em được không? Đừng để em phải suy nghĩ, lo lắng nữa được không anh? Em luôn chờ anh. Đầu tiên xin phép được xưng em để cảm xúc ra sao ạ? Một tháng tư mơ buồn với kỳ nghỉ thế kỷ, ngày mùng gần trăm Tết, và chúng mình chẳng thể gặp nhau để đón cái ngày đặc biệt này anh nhỉ. Hôm nay trời mưa phùn nhẹ, em ngồi dưới mái hiên nhà, tay bấm điện thoại, viết blog radio này với sự trào dâng cảm xúc ra sao quá, mà với em câu từ khô khan đâu biểu lộ hết được. Em nhớ đội và CK Boy nhiều, vì CK Boy em có nhiều cảm nghĩ. Họ ga lăng và chân thành, luôn quan tâm chăm sóc các em, đặc biệt là các CK Girl. Không phải khiêng đồ nặng nhọc, có chuyện buồn thì luôn có CK Boy sẵn sàng tâm sự. Đặc biệt ấn tượng với em là một lần đi buýt, vì lý do nào đó các bạn nữ phải mặc quần đùi ngắn nên được ưu tiên ngồi ghế. Một bạn nam đã bảo em đứng trước, còn bạn ý đứng sau xách ba lô giúp em và trông. Cảm thấy mình như cô gái nhỏ được bảo vệ, bao bọc. Em đã luôn tự hào và hạnh phúc khi khoe với những đứa bạn về sự ân cần chăm sóc của các CK Boy với CK Girl trong đội. Với em, mỗi CK Boy đều thật đặc biệt, và trong đó có anh. Dáng anh chẳng cao, nhưng da trắng là người anh mà em muốn giấu tên. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc tuyển đội, và ấn tượng đầu của em là hơi hơi không thích. Ô, trông ông kia như dở hơi ấy, người như con long quăng, hơi ghét. Sau đó nhiều chuyện xảy ra, gắn bó lâu dài với nhau sẽ quen biết nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Cuối cùng thì mấy tháng dịch gần đây, thấy người anh kia xấu cả người, cả nết, nên hơi hơi ghét rồi. Còn vẫn yêu quý tình thương mến thương với CK Boy luôn nha. Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi. Hạnh phúc đôi khi không phải là bên nhau trọn đời, mà là tại thời điểm đó ta gặp người mà mình cùng nhau vun đắp kỷ niệm đẹp. Túm quần lại là chúc CK Boy có ngày Girls Day thật ý nghĩa nha. Luôn vui vẻ và nhiệt tình, quan tâm các chị em nha, các anh, các bạn, các em trai. Yêu thương nhiều nhiều và chân thành cảm ơn với những điều mà CK Boy đã dành cho CK Girl. Rất lâu rồi, ngay từ khi gặp cậu, tớ đã bị thu hút bởi một nụ cười tỏa nắng cùng hàm răng chói lóa và tính cách cởi mở, hoạt bát, đặc biệt là lắm mồm. Nhưng chính vì đặc điểm này mà cậu đã để lại một ấn tượng khó quên cho tớ. Cậu biết không, nếu cậu là mỡ, tớ nguyện làm trứng rán. Nếu cậu là bơ, tớ sẽ là bắp vì tớ cần cậu cơ. Sự xuất hiện của cậu làm quãng thời gian đại học của tớ như được tô một màu hồng xinh xắn. Hoa xuân nở rộ, mặt trời chói chang. Cuộc đời tớ vốn dĩ là một đường thẳng, nhưng vì gặp cậu mà rẽ ngang. Nhân ngày 6 tháng 4 này, tuy do tình hình dịch bệnh hết sức căng thẳng, tớ không được nhìn thấy cậu. Điều đó làm tớ rất buồn nên tớ đã gói ghém tâm tình vào blog này.
đời tự tính tháng tư để gửi tới cậu nói riêng và các CKPOY trong gia đình cơ khí nói chung một ngày mùng 6 tháng 4 vui vẻ nhất có thể, dù không có CK Girl ở bên. Tớ chúc cậu, mặt trời của tớ luôn hoạt bát, lắm mồm và nhìn tớ nhiều hơn nhé. Nhân đây, tớ muốn gửi cậu một bài hát. Khi viết những tâm tình này, tớ luôn nghĩ đến nó. Mong là cậu nghe bài hát này sẽ hiểu hơn về tâm ý của tớ khi viết blog này nha. Mà yêu. Tên bài hát: Tháng Tư là lời nói dối của em. Sự cho anh, nhưng mà em vẫn muốn nói ra. Em quen biết anh trước cô ấy, em hiểu lòng người hơn cô ấy, em hơn cô ấy nhiều thứ, nhưng thứ em muốn hơn cô ấy nhất em lại không có được, đó là anh. Em thích anh trước khi anh quen cô ấy. Anh dễ mến, dễ gần, nhưng nghiêm túc và nhạy bén trong công việc. Lúc anh nghiêm túc là những khi em bị cuốn hút nhất. Chẳng biết là em thích anh từ khi nào, cứ thích thầm lặng vậy thôi. Tối ngày 26 tháng 10, em đã mong chờ rằng anh có gửi thư cho em hay không, nhưng tiếc thay là không có. Đi tìm anh sau tối hôm ấy, em lại thấy anh cùng cô bé dễ thương ấy cứ đứng nói chuyện với nhau rất đỗi vui vẻ. Em cứ nghĩ đó là bình thường khi là người cùng đội, nên em yên lặng cho qua hình ảnh lúc ấy. Em vẫn cứ yên tâm với sự thầm lặng của mình cho đến khi em nhìn thấy anh và cô ấy ngồi cạnh nhau trong phòng họp đội. Lần nào ngồi họp đội, em cũng đều tìm kiếm anh đầu tiên, nhưng thấy mình thật ngu ngốc khi không dám đến ngồi cạnh anh. Như thể một thứ linh cảm, em cảm thấy không thoải mái lắm vì cô bé ấy ngồi cạnh anh. Linh cảm của con gái cứ nhạy bén như vậy đấy. Chẳng mấy sau, em được nghe kể có người nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau ngoài B1. Dù chẳng bao lâu sau, hai người đã thành đôi rồi. Khi nghe xong, em cảm thấy như tim mình bị cái gì đó đụng đến đau nhói. Khóe mắt cay cay, nhức nhói. Chỉ muốn òa khóc lên thôi. Em thấy mình vô dụng, yêu mà không dám nói, thương cũng không dám giữ. Em phải đè nén nỗi lòng mình, nén rồi lại nén. Bao lần hai người bất hòa nhìn thấy được, em lại ươm thêm hy vọng. Có khi nào hai người sẽ cãi vã rồi chia tay hay không? Em đã mừng thầm, nhưng rồi là mừng hụt. Em biết em không nên mong chờ như vậy, nhưng con tim em cứ cứng đầu như vậy. Lần này qua lần khác, rồi cứ đè nén con tim ngày càng nặng. Mọi bức ảnh, mọi story của anh về cô ấy đều như bóp nghẹt em vậy. Tại sao người ấy không phải là em? Tại sao em không nói ra, không đến gần anh hơn trước khi cô ấy bước vào trái tim anh? Mong anh sau khi nghe hết dòng thư của em, hãy hiểu cho em cơ hội được không? Anh mãi là nốt chu sa của lòng em. Gửi tới anh, có lẽ chưa bao giờ em dám nói ra những lời này cả, vì không đủ can đảm và cũng vì chẳng thể tìm cho mình một lý do thích hợp. Từ ngày mới bước chân vào đội, em đã cảm nhận được sự quan tâm của anh. Em đã mường tượng suốt một thời gian dài về thứ tình cảm gà bông ấy, nhưng có lẽ em đã nhầm. Ai trong đội anh đều quan tâm như vậy cả. Em vẫn ổn, dù biết như vậy là nói dối, nhưng em cũng biết mình đã quá ảo tưởng. Anh lúc nào cũng vậy. Nhiều lúc thấy anh quan tâm vui đùa với các bạn nữ khác trong đội, em cũng ghen lắm, cũng ấm ức trong lòng. Nhưng rồi lại chợt nghĩ mình có là gì đâu, rồi lại quay mặt đi. Dù biết mình chỉ là một trong số những người em trong đội được anh quan tâm, nhưng em vẫn thích mỗi buổi tối ngồi chờ tin nhắn của anh, được anh hỏi han, quan tâm. Có một hôm không đi họp đội thôi, anh đã nhắn tin liền cho em, chẳng hề trách móc. Anh hỏi có chuyện gì với em à?
Chỉ cần như vậy thôi là mọi thứ đều tan biến đi với em. Cảm ơn anh đã luôn quan tâm em như vậy. Đừng hỏi tại sao em không còn hay nhắn tin với anh nữa. Không phải em ghét anh đâu, mà là em không muốn mình bị nhầm tưởng thêm nữa. Mong rằng chúng ta chỉ là anh em bình thường. Mong rằng em vẫn nhận được những câu hỏi han quan tâm của anh như một người em gái của anh. Cuối cùng, nhân ngày 6 tháng 4, chúc các CKB luôn vui vẻ, hoạt động đội tốt và mãi hạnh phúc bên các CK Girl nhé! Nè cậu ơi, cậu là ai? Từ khi nào, bắt đầu từ lúc nào cậu đã dần đi vào cuộc đời mình? Lần đầu mình với cậu gặp nhau là lần đi chiều. Lúc đầu mình cũng không chú ý đến cậu nhiều. Đến khi cậu bắt chuyện với mình, nói chuyện với cậu vui và thoải mái lắm. Nên là tối về mình chủ động inbox với cậu. Không hiểu sao càng ngày mình càng thích con người cậu, một người vui vẻ và nhiệt huyết. Dần dần hình bóng cậu cứ hay xuất hiện trong đầu mình. Những tối họp đội hay đi chiều, mình luôn thầm tìm kiếm hình bóng đó. Cậu đâu rồi? Đâu rồi? À đây rồi. Mỗi lần thấy cậu, mình lại bất giác nở nụ cười. Giờ đây mình không xác định được tình cảm của mình dành cho cậu là như thế nào nữa. Mình chỉ xem cậu là bạn, hay mình thương cậu mất rồi đây. Chịu nhé, một người chẳng thân thiết gì đâu, chỉ là tự đơn phương muốn chơi ấy. Sinh nhật qua rồi nhưng vì cố tình không cho ai biết nên chúc mừng sinh nhật muộn nhé. Chỉ chúc hay ăn mau lớn và sống tình cảm chút đi nhé. Mấy cái này chắc cũng nghe rồi, vì tao hay lẻ nhả suốt mà con trai chắc không thích con gái nói nhiều. Thôi kệ, 6 tháng 4 vui vẻ với một thằng con trai mang hình hài thiếu niên và tâm hồn ông lão nhé. Hãy cố tỏ ra mình nghe bài này đi cậu. Thêm tình cảm đặc biệt một chút, nhưng rồi chắc sẽ không còn gì cả, vì tôi chưa hiểu được cậu. Đây là lời của một bạn giấu tên gửi tới một bạn giai K64. Vâng, hôm nay là ngày 6 tháng 4, là ngày tôn vinh đứng mày dâu các ông đấy. Dù là con gái nhưng lắm khi tôi thấy tôi còn nam tính hơn cả mấy ông đấy. Cho nên nhân dịp này chúc mấy ông ngày càng đẹp trai và cool ngầu như tôi nhé. Với cả dù gì thì tôi cũng là con gái, bớt chê tôi béo lại hộ cái. Không tôi đấm cho không trượt phát nào đấy. 6 tháng 4 vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Gửi các xe cowboy. Xin chào mọi người. Hôm nay đã là 6 tháng 4 rồi. Thật tiếc vì xe cowboy chúng mình không thể ở bên các xe cowboy vào ngày này được. Nhưng xa cách không thể làm tình cảm giảm đi được đúng không nào? Chính vì thế nên mình viết những dòng thư này, gửi tình cảm to lớn đến các xe cowboy đây. Chúc các xe cowboy có một ngày 6 tháng 4 vui vẻ và hạnh phúc hơn thường ngày. Đương nhiên là thường ngày cũng rất vui vẻ và hạnh phúc rồi, vì các cậu luôn có chúng mình ở bên mà. Và cũng xin cảm ơn CK Boy đã luôn ở bên bảo vệ và giúp đỡ chúng tớ. Chúng tớ yêu các cậu thật nhiều. Và gửi đến anh My Sunshine. Từ những ngày đầu em đã rất ấn tượng với anh, một chàng trai hoàn toàn khác với hình mẫu của em. Vậy mà em lại có đặc biệt để ý đến anh. Lúc nào cũng nhìn thấy anh nổi bật giữa đám đông luôn. Nhìn anh lúc nào cũng rất thu hút, đặc biệt là khi tập trung làm việc. Lan man vậy, em chỉ muốn chúc anh 6 tháng 4 và cả những ngày sau luôn vui vẻ và hạnh phúc. À mà dịch bệnh đang rất nguy hiểm, các CK Boy hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Các cậu thật khỏe mạnh,
thì mới có thể là trụ sở vững chắc cho CKG chúng tớ chứ. Yêu mọi người thật nhiều. Những lời này tác giả muốn gửi tới người anh tên T, từ người yêu thương. Có lẽ thời gian qua chúng ta gặp khá nhiều vấn đề, cãi nhau, giận nhau, không hiểu nhau, cái gì cũng có. Tình em đã vốn trẻ con, chẳng biết sao cứ làm anh gây với em rồi lại thành cãi nhau. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng là người xuống nước, nhiều lúc thấy có lỗi lắm vì em là người gây sự rồi lại để anh xin lỗi. Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh ngốc lắm cơ. Tâm trạng em đang lắng đọng đấy, nhưng bảo nói ra thì lại chẳng biết nói gì cho phải. Anh có bảo, với anh ngày nào cũng là ngày của con trai, nhưng dẫu sao em nghĩ đây cũng là ngày đặc biệt trong những ngày của con trai rồi, nên em sẽ để lại vài lời chúc nhé. Chúc cho em ngày càng dễ hiểu hơn, mạnh khỏe hơn, bớt ốm vặt hơn, bớt việc thức khuya, thức muộn để anh đỡ phải lo, bớt hay buồn lặt vặt và soi anh bảo thủ cọc cằn nữa. Chẳng biết có đủ chưa, nhưng mà chắc cũng ổn rồi. Anh ở nhà chống dịch thật tốt nhé. Biết anh còn chú ý sức khỏe hơn cả em, nên là giờ dặn dò cũng thành thừa hết á. Gặp lại anh sau trên Hà Nội nhé chàng trai. Nheo nheo.